Bà chị mất xe mất vàng vì tin tưởng người tình mới quen qua mạng xã hội. Đa số nạn nhân của những vụ lừa đảo lợi dụng tín nhiệm đều do quen qua mạng xã hội, bởi tin tưởng trong những mối quan hệ từ mạng xã hội mà nhiều nạn nhân rơi vào tình trạng khốn đốn. Khuyến cáo mọi người, đặc biệt là các bạn nữ nên cảnh giác, không nên quá tin vào những mối quan hệ qua mạng và chưa hiểu biết về nhân thân và lai lịch của đối phương. Ngày 15 tháng 2 vừa qua, Công an thị trấn Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận tin trình báo mất tài sản của chị PTHH, 40 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh. Chị H bị người bạn quen qua mạng xã hội lấy mất chiếc xe máy. Chị H cho biết thông qua mạng xã hội chị có quen biết một người đàn ông từ trước Tết. Người này xưng tên Khánh, 40 tuổi, sau đó hai người gặp mặt nhau lần đầu tại Tây Ninh. Đến lần hẹn thứ hai, sáng 15 tháng 2, chị H chạy xe máy hiệu Vision từ Tây Ninh đến Củ Chi và đón Khánh tại khu vực cầu vượt Củ Chi do tên này đi taxi. Sau khi cùng nhau đi ăn uống, đến khoảng 12 giờ 20 cùng ngày, chị H cùng Khánh đến một spa trên đường tỉnh Lộ 8 ở Củ Chi. Tại đây, chị H vào bên trong để làm đẹp, còn Khánh ngồi ở khu vực bên ngoài đợi. Lúc này, túi xách và chìa khóa xe của chị H do Khánh giữ. Sau khi sực nhớ lại toàn bộ giấy tờ xe, chìa khóa xe để bên ngoài, nên chị ra tìm thì không thấy Khánh đâu. Gọi điện thoại thì Khánh nói đang ngồi uống nước ở ngoài đầu đường, sẽ quay lại liền. Nhưng sau đó nạn nhân gọi lại 4-5 cuộc nữa thì không nghe máy, rồi bị chặn luôn số điện thoại. Trong túi xách có hai bằng lái, giấy đăng ký xe và một bộ xi măng 21 chiếc gần một cây vàng. Cũng theo chị H, chị không biết thông tin gì về nơi ở, nhân thân của Khánh. Còn bạn, bạn thấy thế nào về pha nhẹ dạ cả tin của bà chị này? Comment bên dưới nha. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để cùng chúng tôi cập nhật những tin tức trích xuất từ camera nóng nhất. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.